Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, việc chủ động nguồn máu đảm bảo cho công tác điều trị tại các cơ sở y tế là vô cùng cần thiết. Với vai trò nòng cốt trong cung cấp nguồn máu tình nguyện tại địa phương, lực lượng đoàn viên, thanh niên luôn sẵn sàng tham gia các đợt hiến máu khi được điều động, kêu gọi. Dịch bệnh COVID-19 thời gian qua đã khiến cho nhiều đợt hiến máu tình nguyện thường niên phải tạm hoãn. Dù vậy, bằng nhiều hình thức tổ chức linh động và sự hưởng ứng của người dân, nguồn máu dự trữ phục vụ cho yêu cầu cấp cứu và điều trị luôn được đảm bảo. Mới đây, tại ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ tổ chức tại Đà Nẵng, đoàn viên thanh niên địa phương đã tham gia hiến máu hơn 1.000 đơn vị máu, qua đó góp phần tăng cường nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Em thấy rất là vui khi được góp một phần máu trong bệnh viện để điều trị, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh như này. Cái dịp mà gần Tết thì cái lượng mà máu cần cho cái công tác mà khám chữa bệnh, mình cũng muốn là góp một phần nhỏ của mình vào cái công tác chung của xã hội. Vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, nhu cầu sử dụng máu để chữa trị tại các bệnh viện đều tăng. Vì vậy, Thành đoàn Đà Nẵng cho biết các đợt hiến máu tình nguyện dự kiến sẽ được tiếp tục diễn ra ngay sau Tết Nguyên Đán, linh động về hình thức tổ chức tùy theo diễn biến dịch bệnh. Bên cạnh các hoạt động tại cấp thành phố thì cũng triển khai sâu rộng cho hoạt động ở các quận huyện và các đơn vị đoàn trực thuộc. Tiếp tục triển khai tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên để mà lan tỏa về cái tinh thần hiến máu tình nguyện, đáp ứng được cái nguồn máu trong thời gian sắp tới. Bên cạnh các đợt hiến máu tập trung, đoàn cơ sở sẽ tiếp tục củng cố, duy trì các mô hình câu lạc bộ, đội nhóm máu nóng trên địa bàn nhằm sẵn sàng tham gia công tác hiến máu phục vụ công tác cứu người khi cấp thiết, nhất là trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán.